Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần xác định nội dung của đoạn. Để xây dựng được một đoạn văn, trước hết con phải xác định được nội dung của đoạn, từ đó con mới phát triển, triển khai ý và xây dựng hình ảnh sao cho phù hợp với nội dung ấy. Vậy cụ thể như thế nào? Chúng mình bắt đầu vào bài nhé. Cô muốn giới thiệu với các con để học tập cách xây dựng đoạn văn của tác giả. Trước hết, chúng ta sẽ đến với bài văn mà tác giả miêu tả về nhà rông. Chúng mình đọc theo cô phần bài này nhé. Đến Tây Nguyên, mỗi buôn làng đều dựng một nhà làng to, đẹp, chắc chắn, gọi là nhà rông. Dân làng mất nhiều công sức vào tận rừng sâu tìm những cây gỗ quý nhất, dài nhất, rắn nhất. Chọn những bụi tre đằng nà, những bãi tranh vàng óng đã qua thử thách gió mưa, đem về dựng nên nhà rông. Từ xa nhìn lại, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái vươn cao, dựng đứng rất đặc biệt, nhọn bén lên trời như một cái lưỡi búa lật ngược. Nước mưa đổ xuống chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, quy mô càng to, hẳn là nơi đó đông dân, làm ăn được mùa, ấm no, giàu có. Kiến trúc bên trong nhà rông cũng khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào. Có nhiều bếp lửa luôn đượm khói. Có nơi dành để chiêng, trống, cung tên, giáo mác. Nơi treo những bộ xương, da thú rừng. Trên phên, sắp các loại lông chim, sừng thú.